Thưa quý vị và các bạn, cậu bé Phạm Văn Phúc đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng và đã có những tia sáng hy vọng lóe lên trong cuộc sống đầy bất hạnh của hai mẹ con. Chúng tôi mong rằng những điều kỳ diệu, những phép màu sẽ đến thắp lên những ánh sáng, niềm tin, hy vọng cho những con người khó khăn trong cuộc sống. Và trước tiên, chúng tôi xin được phép cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ công ty Bình An. Và bây giờ, Thanh Tú xin được phép giới thiệu sự đồng hành của vị khách mời ngày hôm nay, MC diễn viên Thanh Vân. Xin chào và rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình. Xin chào bạn và xin chào những khán giả đang theo dõi chương trình Câu Chuyện Trái Tim. Thưa chị Thanh Vân, mọi người biết đều đến chị thông qua chương trình Vì Bạn Xứng Đáng và cũng biết là chị đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. Vậy cơ duyên nào đưa chị đến với con đường này? Thực ra thì tất cả những cái mà công việc mình đã làm, tại vì là có chữ nguyện, có nghĩa là tự nguyện ấy, thì cũng chẳng có cơ duyên nào cả. Nó chỉ xuất phát từ trong lòng mình, mình muốn được làm những việc thiện, mình muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì thế là mình lên đường thôi. Vậy thưa chị, những cái kỷ niệm của chị đến với những chương trình đấy là như thế nào ạ? Thực ra là từ nhỏ thì mình cũng đã rất là hay, tức là thực ra là khi mình nhìn thấy những người ăn xin hoặc là những cái người mà cần sự giúp đỡ thì mình cũng đã có cái ý thức giúp đỡ từ rất là nhỏ rồi. Thì đến khi mà lớn lên được tham gia những cái chương trình từ thiện của những cái tổ chức, những cái công ty đấy, thì thực ra lúc đầu thì mình cũng chỉ đi cùng với mọi người và đi theo cái đoàn thể như vậy. Nhưng mà về sau khi mà mình tham gia chương trình Vì Bạn Xứng Đáng thì đến nay cũng là năm thứ sắp bước sang năm thứ năm rồi. Thì mỗi một tháng mình đều có những cái chuyến đi liên tục như thế, và trung bình một tuần là đến một địa điểm mới. Và cái công việc thực ra là rất là khó khăn và vất vả. Chắc chắn là tiền thì không thể hy vọng gì ở thu nhập ở công việc đó rồi. Thế thì mọi người cũng đặt câu hỏi cho mình là tại sao lại chọn một công việc như thế và gắn bó đến tận bây giờ vẫn đang làm. Và mình cũng không thể giải thích được, chỉ nghĩ là mỗi một tuần mình lại giúp đỡ được thêm một gia đình nào đó theo một cái cách riêng của mình, cộng với sự giúp đỡ của chương trình nữa. Và mình cũng sau mỗi chuyến đi về thì mình cũng có chia sẻ trên Facebook thì cũng sẽ có thêm nhiều những sự giúp đỡ đến với những hoàn cảnh đó. Thì mình nghĩ là mỗi một cái bàn tay khi mà chìa ra để làm một việc tốt ấy, thì nó sẽ có sức lan tỏa rất là mạnh mẽ và rộng lớn. Rõ ràng là một người có kinh nghiệm thì chị đánh giá thế nào về hiệu quả của các chương trình thiện nguyện trên sóng truyền hình? Mình nghĩ là một cái điều nó rất là tuyệt vời khi mà truyền hình đã giúp cho những cái hoàn cảnh đó được rất là nhiều người biết đến. Và nếu mà ở một cái vùng sâu, vùng xa như vậy, với các hoàn cảnh như vậy thì Vân nghĩ là không biết đến bao giờ họ mới có thể nhận được một sự giúp đỡ. Nhưng mà nhờ có truyền hình, nhờ có những người làm truyền hình và chúng tôi đến tận nơi như vậy thì khi chúng tôi quay trở về cùng với sự giúp đỡ của chúng tôi và sau đó là những cái sự lan truyền thông tin từ chính chúng tôi thì rất nhiều người đã biết đến những hoàn cảnh đó. Và mình nghĩ là đó thực sự là một cái việc thiện mà mình đã rất được may mắn khi được cùng đồng hành và tham gia. Rất cảm ơn chị. Rõ ràng đây là lần đầu tiên tham gia chương trình của chị Thanh Vân, vì chắc là chị đã rất là mong chờ và hồi hộp được biết đến câu chuyện của chúng tôi. Và bây giờ xin mời chị đến Trung tâm Tim Mạch Bệnh viện E để cùng theo dõi câu chuyện. Chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi từ Quảng Trạch, Quảng Bình đưa đứa con gái nhỏ ra Hà Nội khám bệnh. Chặng đường xa, đứa con bé nhỏ quấy khóc, lo lắng về căn bệnh của con. Và một nỗi lo lớn chính là lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con, đang đè nặng lên suy tư của người mẹ này. Mới được 9 tháng tuổi mà không ngờ là cháu bị tim bẩm sinh, mới phát hiện được là hơn một tuần thôi. Nên là gia đình cũng bỡ ngỡ để cho cháu vào đây xin trợ giúp cả. Ba cháu đi viện, còn mẹ thì cũng ở nhà chăm con thôi, nhà bên nhà chứ không có việc vừa nuôi trong gia đình nó cũng không có dư dật cả. Còn khoảng cũng sắm con tàu ra cũng vay nợ ngân hàng, rồi đó cũng là tiền lãi tiền lời hàng tháng cũng làm ăn cũng vừa chi trả tiền lãi rồi chi trả trong phí trong gia đình chăm con cho con đi học ở Hà Nội. Bây giờ mà nói con cháu bệnh bây giờ không có tiền mà chạy chữa cho cháu. Giờ nếu mà không có thì cũng phải vay mượn tiền nóng tiền nguội thứ rồi phải chạy cho cháu cho được. Thực sự là rất bỡ ngỡ và buồn, thực sự là buồn vã, thương cho con lắm. Người phụ nữ sinh ra ở miền biển,
thời gian đằng đẵng, một tháng, hai tháng, chờ đợi chồng ra khơi trở về. Nhưng giờ đây, sự chờ đợi dày thêm lên thành nỗi khắc khoải, lo âu, trăn trở. Bởi không còn những mẻ cá đầy. Và số tiền chữa trị cho con cũng đang là gánh nặng oằn trên đôi vai của người mẹ này. Thưa chị Thanh Vân, sau khi xem xong phóng sự thì chị có cảm nhận thế nào về nỗi lo lắng của người mẹ? Tôi nghĩ đây là một hoàn cảnh mà mọi người rất là nên, nếu có thể thì chung tay và cùng có thể đến tận nơi để có thể thăm hỏi bé cũng như là có thể có những sự giúp đỡ cho bé về mặt viện phí. Thưa chị, rõ ràng biển cũng rất dịu êm nhưng lại cũng rất có thể là dữ dội. Và biển có thể cho ta tất cả nhưng lại cũng có thể lấy của ta đi. Và những cái chuyến công tác về miền biển thì chị có cảm nhận được những sự lo lắng của người dân biển khi mà đứng trước những cái cơn bão, những cái lúc mà thời tiết xấu không thể ra biển không? Thực sự là mình cũng rất là bị ám ảnh khi mà có một lần đi Thanh Hóa ra biển, đi đến một cái làng chài ở Sầm Sơn thì trực tiếp chứng kiến cuộc sống trên sông nước, trên biển của những người dân ngư dân ấy, thì mình cảm thấy là cuộc sống của họ quá là bấp bênh và quá nguy hiểm và hoàn toàn là phụ thuộc, đặc biệt là ở miền Trung thì hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết rồi, và bạn cũng biết là thời tiết miền Trung thì khắc nghiệt như thế nào, trong một đêm nó có thể mất trắng. Chính vì vậy nên là mình thời gian vừa rồi khi mà tất cả mọi người đều hướng về miền Trung ấy thì mình cũng thấy là mọi người cũng đã thể hiện được một cái tấm lòng dành cho những người dân miền Trung với những cái sự mất mát của họ. Thì bản thân mình thì cũng đã được trải nghiệm rồi và thực sự là cảm thấy rất là xót xa. Trong thời gian vừa rồi thì là có sự cố môi trường biển đã khiến cho những người dân ở miền Trung, đặc biệt là ở Quảng Bình, Quảng Nam đang phải oằn mình gánh chịu những cái khó khăn đấy. Vậy thì chị nghĩ sao về cái hoàn cảnh này khi mà bây giờ thời tiết có thể không thuận lợi, thời tiết có thể khó khăn mà thêm vào đó lại là môi trường biển khiến cho người dân lại phải đi xa hơn, ra những vùng biển xa hơn mới có thể đánh bắt cá. Thì liệu có một cái lối thoát nào cho gia đình này? Mình vừa quay trở về từ Quảng Bình cách đây 2 tuần, cũng ở trong đó 1 tuần để cùng với cuộc sống của những người dân ở đó thì thật sự là cảm thấy rất là buồn khi mà ra biển thì không muốn ai được ăn hải sản nữa. Và mọi người thì cũng nói là bây giờ quá khó khăn và phải đi đánh bắt rất là xa bờ. Thì mình rất là hiểu cái hoàn cảnh của bạn trong cái đoạn phóng sự này. Chắc là bây giờ chồng bạn ấy sẽ rất là khó khăn trong cái việc mưu sinh. Thì có thể là bây giờ nếu mà nói là tìm một công việc ở trên đất liền thì có thể sẽ là khó cho họ vì nó đã quen với cách kiếm sống ở trên biển rồi. Thì có lẽ là bây giờ chỉ mong sao cho mưa thuận gió hòa và họ tìm được những cái vùng biển nó an toàn ấy cho chính bản thân họ và có thể bắt được nhiều tôm cá. Chứ bây giờ nếu nói họ đổi công việc thì có lẽ làm điều rất là khó. Đúng thật là mỗi một tuần lại chứng kiến một hoàn cảnh khác nhau, mỗi một hoàn cảnh lại khó khăn theo một cách khác nhau. Nhưng mà mình đều thấy một điều là họ luôn luôn rơi vào cái tình trạng bế tắc ở cái thời điểm này. Và cái quan trọng nhất mình nghĩ đấy là hai vợ chồng vẫn còn khá là may mắn vì họ vẫn còn đang có sức khỏe. Tức là em bé nhỏ thì mình biết là sẽ phải chiến đấu rất là trường kỳ rồi, nhưng mà cái ở đây mình nhìn thấy được là hai vợ chồng vẫn còn có nhau để mà dựa vào nhau. Thế thì mình cũng mong là có những cái cơ sở việc làm nào đó có thể dang rộng vòng tay với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như thế này để tạo điều kiện cho người chồng có thể quay trở về đất liền ở gần vợ gần con mà vẫn có thể đảm bảo được những công việc để có thể trang trải được một phần chi phí cũng như là nợ nần. Và phóng sự 1 mới chỉ là cái phần mở đầu của câu chuyện ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy quay lại trung tâm tim mạch bệnh viện E để tiếp tục câu chuyện. Bé Phương Thảo vừa tròn 9 tháng. Chưa biết nói, chỉ biết khóc lúc bé mệt, bé đau. Còn người mẹ cũng chỉ biết dỗ dành.
và ước sao mọi nỗi đau đớn của con mình có thể chịu thay, để con không còn vật vã và lớn lên bình an, khỏe mạnh. Thấy con đau xót xa, thực sự là đau lòng thương con, thực sự là người mẹ nào riêng cả, chứ không phải riêng em nữa, nhưng mà bao nhiêu người mẹ khác cũng như em thôi. Thấy con mình nó cũng phải là xót xa, đau lòng. Thì con bị bệnh tật mà bệnh mà nguy hiểm bệnh tim bẩm sinh thì rất nhiều người mai mong muốn vậy, con mình bỡ ngỡ khi con mình có bệnh, cái bệnh này xảy ra này, gia đình bỡ ngỡ và thấy thương con thực sự. Nỗi lo của người mẹ này là tương lai của cô con gái bé nhỏ. Con sẽ trưởng thành ra sao? Có thể lập gia đình và sinh con bình thường được hay không? Bởi với những bé gái bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp, sẽ là rào cản với nhiều hoạt động xã hội và gia đình. Cháu này, con gái sau này bệnh tim cũng lo lắng. Sau này cháu lớn dựng gia đình cũng khó, khi đường con cũng khó khăn hơn những trẻ bình thường. Thương cháu. Lời ru con như ru chính lòng mình, để bớt đi những âu lo, để xoa dịu những trăn trở. Những lo lắng về tài chính, những trăn trở về tương lai của đứa con gái nhỏ bé với trái tim không lành lặn. Và những tiếng khóc của bé vẫn như những mũi kim đâm vào lòng tê tái. Rõ ràng là trong phóng sự thì nỗi lo của người mẹ không hề là vô hình. Đối với những em bé bị bệnh tim bẩm sinh thì sau khi lớn lên, kể cả khi đã được phẫu thuật, thì nó vẫn hiện hữu quanh đây, nó vẫn gặp những trở ngại khó khăn trong cuộc sống. Vậy chị nghĩ sao về những nỗi lo của người mẹ?
Hiện tại chị có một cái thông điệp nào để gửi đến cộng đồng, đến những người đang lắng nghe để có thể giúp họ hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn này, để cho những hoàn cảnh khó khăn được nhận được sự giúp đỡ? Cá nhân Vân thì Vân nghĩ là hiện nay từ thiện có rất là nhiều cách và cũng có những hoạt động từ thiện là trá hình. Và tiền thì không được đến tận tay cái người cần giúp đỡ. Và chính vì cái điều đó nên là rất nhiều người bây giờ khi mà họ làm từ thiện, họ sẽ thấy e ngại. Họ sẽ cảm thấy là không biết cái tiền này của mình có đến được tận tay người mình cần giúp hay không. Thế thì cá nhân Vân, quan điểm của Vân khi làm từ thiện đó là, ví dụ như Vân biết trường hợp này, Vân sẽ đến thẳng trực tiếp viện E, viện tim và gặp trực tiếp hai mẹ con, và có thể là mình sẽ đi cùng với những người bạn của mình và sẽ có thể trao được tiền cho tận tay cái người cần giúp đỡ. Như vậy thì sẽ tránh được cái việc là số tiền nó có thể bị thất thoát và lại giúp được cho đúng người. Thì đấy là cách làm của Vân, và Vân vẫn đang làm cái cách làm như vậy. Thế còn qua những tổ chức thì mình nghĩ là những tổ chức nào thực sự uy tín thì mình vẫn nên đặt niềm tin ở họ. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là những cái tổ chức họ thực sự uy tín thì họ sẽ có những cái ghi chú lại này, rồi họ sẽ minh bạch, họ sẽ công khai những khoản tiền từ thiện của họ, giờ nào, ngày nào được chuyển đến đâu, và cũng đều có những hình ảnh được ghi lại nữa, thì mọi người có thể yên tâm ấy. Thì có lẽ là để mà nói làm từ thiện thì các bạn hãy cứ phát tâm của mình ra, cái phúc đức của mình các bạn sẽ nhận được. Còn với những người mà họ không thực sự có tâm có đức để làm biến tướng cái câu chuyện từ thiện thì đó cũng là cái mà họ sẽ phải trả giá. Thế nên là mình vẫn nghĩ cứ sống đúng người của mình đi. Hãy cứ tốt đi, vì cái điều đó thì sẽ chỉ tốt cho tất cả mọi người xung quanh thôi, chứ không bao giờ cái việc thiện mà lại bị mang lại cái điều xấu cho mình cả. Và Thanh Tú được biết là chị Thanh Vân cũng rất là quan tâm đến các hoạt động giáo dục. Thế chị nghĩ sao về việc giáo dục hướng đến sự sẻ chia, lá lành đùm lá rách? Mình nghĩ là giáo dục và từ thiện đôi khi nó có những sự liên quan rất lớn. Ví dụ như mình được biết là bây giờ có rất nhiều tổ chức đi xây trường học tại các vùng cao, cũng như là có những học bổng dành cho các em mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì mình luôn luôn ủng hộ, cũng như là khi mà mình biết có những hoạt động như vậy thì mình luôn luôn cố gắng để được tham gia, để được đóng góp. Vâng, và Thanh Tú cũng được biết là rất nhiều các tổ chức họ không trao những khoản tiền luôn cho một hoàn cảnh khó khăn nào, mà họ hướng đến cái sự giúp đỡ về lâu về dài, về phát triển bền vững. Vậy chị nghĩ sao về những cái tổ chức như vậy và cách họ sử dụng đồng tiền như thế có hợp lý hay không? Mình cảm thấy đó là một cái cách giúp đỡ rất là nhân văn và rất là thông minh nữa. Có một lần mình trong một chương trình Vì Bạn Xứng Đáng thì có một nhân vật đã được ủng hộ theo cách đó. Nghĩa là cái người chơi họ muốn được tài trợ 18 năm học cho em bé đó. Và mỗi một năm họ sẽ lo cái tiền học cho bạn đó để bạn ấy học cho đến hết năm 18 tuổi. Chứ họ không tặng tiền là một khoản lớn cho bạn ấy ngay. Và mình đánh giá đó là một cái sự hỗ trợ quá tuyệt vời. Với những em nhỏ mà mình nhớ là trường hợp đó là em đó mồ côi cha mẹ. Và khi mà nhận được sự giúp đỡ đó thì dù em đó đang còn rất nhỏ, nhưng khi em trưởng thành thì em sẽ biết được đó là một cái sự giúp đỡ nó ý nghĩa đến mức độ như thế nào. Vậy chị có nghĩ rằng là trong cái trường hợp mà khi mà mình hỗ trợ theo phương hướng về lâu về dài, thì trong cái khoảng thời gian quá lâu như thế này liệu nó có sự biến tướng của sự hỗ trợ hay không, thay vì hỗ trợ luôn một lần? Mình nghĩ những người đã có tâm hỗ trợ rồi thì chắc là sẽ không có câu chuyện biến tướng đâu. Nó cũng phải xuất phát từ một cái tấm lòng rất lớn thì mọi người có thể hỗ trợ trong một khoảng thời gian dài như vậy. Và thông thường thì họ sẽ nhờ đến ngân hàng. Có thể là họ sẽ gửi hẳn một khoản vào ngân hàng, và sau đó thì hàng tháng hoặc hàng năm ngân hàng họ sẽ trích ra một khoản cho cái nhân vật đó. Thì đó cũng là một cách mà mình nghĩ là rất là hay. Vâng ạ. Và là một khách mời của chương trình Câu Chuyện Trái Tim, thì chị có thể gửi đến một thông điệp đến tất cả những em nhỏ đang bị mắc bệnh tim bẩm sinh được không? Là một người rất là yêu trẻ em, và thực sự là mình cũng là một người mẹ nữa, thì mình mong muốn tất cả các con, cho phép mình được gọi là tất cả các con, được sinh ra dù là khỏe mạnh hay là không được may mắn có một trái tim khỏe mạnh chẳng hạn, các con cũng sẽ hãy luôn yên tâm, bởi vì sẽ luôn luôn có những người tốt ở xung quanh và sẽ cùng chung tay với các con, giúp các con có thể vượt qua cũng như là chiến thắng được bệnh tật của mình. Cái quan trọng nhất là chỉ cần các con, chính các bản thân các con có một cái mong ước, có một cái nghị lực quyết tâm chiến thắng bệnh tật, thì chắc chắn là các con sẽ nhận được những sự giúp đỡ và hỗ trợ từ mọi người. Và yên tâm là mọi người sẽ luôn luôn ở bên cạnh các con. Hãy cố gắng lên. Rất xin cảm ơn chị Thanh Vân đã đồng hành cùng chúng ta trong ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị và các bạn,
thông điệp mà diễn viên MC Thanh Vân đã thay chúng tôi nói lên lời kết của chương trình. Một lần nữa, xin cảm ơn chị Thanh Vân đã đồng hành cùng câu chuyện trái tim ngày hôm nay và xin cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ công ty Bình An. Và với quý vị khán giả, chúng tôi xin phép được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Ước mơ một lần được nghe con kể câu chuyện.